Thưa quý vị và các bạn, vụ giả danh lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng của một phụ nữ ở huyện Tứ Kỳ. Tiếp tục là lời cảnh báo, thủ đoạn giả danh các cơ quan công quyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lê Thị Hoài ở xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, sau khi quen biết với một phụ nữ đơn thân ở huyện Tứ Kỳ qua chương trình từ thiện, Hoài đã nhiều lần vay được tiền của người phụ nữ này. Thấy việc vay tiền dễ dàng, Hoài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoài tự lập tài khoản Facebook với tên Huy Thành và tài khoản Zalo NHL rồi chủ động báo để kết bạn hoài thông tin với nạn nhân nhl là tên của bố hoài đang là lãnh đạo cấp tướng công tác trong lực lượng công an nhân dân qua các lần nhắn tin tâm sự khi thấy nạn nhân nảy sinh tình cảm với ông l tài khoản mà hoài đóng vai